xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ xem cái video hướng dẫn về cách dạy bài văn phạm của giáo trình style basketball của giáo trình style nhé. Chúng ta sẽ xem trong cái basketball này nó có những cái gì trong phần văn phạm này. Đây là basketball. Về cuốn sách các bạn có thể xem sẽ thấy đây là tiêu đề đó là practice, nó có một số cái ví dụ và cái ví dụ trong đề, cái tên của nó là statement would to be, và sau đó là hai cái task để luyện tập lý thuyết thực hành. Ok, rồi qua trang kế tiếp chúng ta là kế tiếp một cái box ở đây là cũng là những cái lý thuyết, nó có tên là yes no question would to be. Cũng là to be, và đây có những cái task kế tiếp, hai cái task kế tiếp. Vậy thì tiêu đề chung của cả hai cái trang này đó là gì? Đó là to be in present, to be ở hiện tại, và nó chia làm hai thứ là statement, có khẳng định, và yes or question. Và đi kèm đó là hai cái task này, hai cái task này, và bốn cái task. Và toàn bộ cái phần này chúng ta sẽ dạy trong vòng 30 phút. Là lưu ý là time này nhé, 30 phút nhé. Đó là giáo trình học viên và giáo trình chúng ta sử dụng này. Và chúng ta tiếp về slide thì nó có những cái gì? Quay lại cái này. Đây, đây là tiếp quan. Cái slide của Dr. Patrick Sarangler. Để chăm sóc cái đi nhé. Sẽ có cái trang đầu tiên là lý thuyết về Dr. To Be. Trang kế tiếp cũng là lý thuyết về To Be Conjugation, To Be in present, ba cái hình thức của To Be, khẳng định, phủ định và nghi vấn. Trang kế tiếp là các cái câu ví dụ mà nó nằm ở trong sách này đã đưa lên trên slide và đi kèm với các audio nghe. Kế tiếp là các cái task. Một, hai, ba. Đó, ba cái task này vậy. Đó là những task mà có. Bây giờ mình quay lại từ đầu để mà để rồi để mà dạy cái bài này chúng ta lưu ý thế này, đây là cái bài đầu tiên của cuốn giáo trình đầu tiên của chương trình Smart Choice School. Như trong cái video trước đó thì có nói là ta lưu ý là học viên ta là khi mà học cái cuốn giáo trình Smart Choice Style này, cuốn Zero này, là người ta không có cái ý niệm gì văn phạm trong đầu cả, và nghe các từ vựng cũng rất là hạn chế, gần như là không có từ vựng gì hết. Cho nên chúng ta lưu ý điều này để mà triển khai cái văn phạm cho nó dễ. Rồi thì ta sẽ vào phần intro ha, phần intro, phần lý thuyết. Bye bye, please look at board. Các bạn thân nhìn đây. Hôm nay chúng ta sẽ học một điểm văn phạm, đó là động từ to be và hình thức hiện tại là làm to be in the present. Ok. Trước khi học động từ to be thì chúng ta sẽ được giới thiệu về những loại động từ bình thường khác. Chúng ta có hai loại động từ cái thành động verb nhé. Verb. Hai loại động từ. Đó là tập động từ, cái thành gọi là be transitive verb. Và tha động từ, cái thành gọi là transitive verb.
động từ tức là những động từ rất là có nghĩa, và tha động từ tức là những động từ sẽ tha thêm cái gì đó vô nghĩa cho nó, cho nên không được của mình nữa. Ví dụ ta có chữ tôi là ai, đi du lịch travel, rồi nói tôi đi du lịch như vậy đủ cô đủ nghĩa chưa, đủ rồi à, dạ rồi cho các cái bàn cái ghế cái cuốn sách gì đằng sau cả tôi đi du lịch đủ nghĩa đi I travel, tới đây là chấm cột đây là cột, cái này là từ động từ tức là từ động có nghĩa không cần gì đằng sau cả, người ta nói tôi là I cần là đi. Rồi, chúng ta dừng ở đây. Rồi. Nói tôi cần mà sẽ đây ra đưa cho một người nào đó, sẽ đây ra trước mặt người nào đó, tôi cần. Như vậy thì người ta có hiểu không? Không, người ta không biết đưa cái gì cho mình cả, người ta không biết mình cần cái gì. Vậy thì cái động từ này nó cần theo một cái chữ đằng sau nó để bổ nghĩa cho nó. Ví dụ, I need money, tôi cần tiền. Thì lúc này, cái câu này cũng được nghĩa. Thì động từ này nó tha theo cái chữ money để bổ nghĩa cho nó, nên nó gọi là tha động từ hay là transitive. Rồi bây giờ ta đọc một chút phim này này nhé. Nó sẽ to be in present, to be in the present, verb be transitive, transitive, I travel, I need money, again, again. Rồi, em thích cái tối các động từ bình thường có bao nhiêu loại? Có hai loại, đó là gì? Em từ động từ tiếng Anh gọi là intransitive verb, và loại thứ hai là gì? Tha động từ tiếng Anh gọi là transitive verb. Đây là hai loại từ. Hôm nay chúng ta học loại thứ ba gọi là động từ to be. To be này là một cái đặc biệt, gọi là special verb. Thế thì nó có cái gì đặc biệt mà gọi là special verb? Nó có năm điểm đặc biệt như sau. To be là một đặc biệt khác hẳn động từ thường, tức là khác hẳn hai loại này. Như thế là travel. Ví dụ, đây là đi. Với đặc biệt thứ nhất, đó là động từ bình thường nó có hàng trăm ngàn chữ. Ví dụ, travel là du lịch, go là đi, sleep là ngủ, eat là cần, qua là muốn, hàng trăm ngàn chữ. Trăm ngàn chữ nhau. Vậy thì động từ to be này chỉ có ba chữ thôi. Vậy thì hiện tại ba chữ đó là chữ am, chữ is và chữ are. Điều đặc biệt thứ hai, động từ bình thường này có hàng trăm ngàn nghĩa, tương ứng hàng trăm ngàn chữ. You travel, you learn, it là cần. To be chỉ có ba nghĩa thôi, đó là be, là và như điều thứ ba ở thế phủ định. Phủ định động từ bình thường sẽ thêm đông đưa sang đằng trước. Ví dụ I don't travel, tôi không đi du lịch. I don't need money, tôi không cần tiền. Okay. Còn động từ to be thì sao? Ở thế phủ định không thêm đông đưa sang đằng trước động từ trước verb mà ta thêm not ngay đằng sau động từ to be. Đây là to be not in your time, not is, not are, not. Thứ tư, ở thế nghi vấn, các động từ bình thường sẽ thêm do hoặc does trước là subject. Ví dụ như là do you travel, bạn có du lịch không? Do you need money, bạn cần tiền không? Đó là ở thế nghi vấn. Ở thế to be không dùng do hoặc does đặt trước subject phụ từ mà là chúng ta dùng thực đạo từ dùng subject to be đây ta là thế khẳng định đúng không? Thành nghi vấn chúng ta đưa to be lại trước và bỏ đi và to be lại.
truy, đó là truy không bao giờ đi với động từ thường. Ví dụ không bao giờ thấy chữ an mà nó đi chữ ít, hay là is mà đi chữ chẳng, à không bao giờ đi chữ với. Đó là năm điểm đặc biệt của động từ truy. Rồi chúng ta gặp lại nha, mình sẽ truy special verb. Is, are, be not, be subject. Ví dụ như là tôi, chuẩn bị có năm điểm đặc biệt, thì tôi biết là gì? Em. Rồi, điểm đặc thứ hai là gì? Em. Rồi, điểm đặc thứ ba là gì? Em. Rồi, điểm thứ tư là gì? Em. Ok, đó là năm điểm đặc biệt. Để giúp chúng ta tránh sử dụng sai khi dùng từ chủ đề. Như vậy phần lý thuyết là từ chủ đề ở present á, đối với lý thuyết sau và từ chủ đề đi dạy nó thì nó còn thêm một cái phần nữa gọi là conjugation, tức là ba hình thức của từ chủ đề. Là affirmative, negative và interrogative, khẳng định, phủ định và nghi vấn. Vậy ta sẽ sử dụng cái slide để mà tiết kiệm thời gian. Bây giờ cái conjugation này nhé, mời các bạn đi làm. Rồi, ta sẽ giải tiếp phần conjugation nhé. I value at least the four. Một tư duy có ba hình thức: khẳng định, affirmative, phủ định, negative và nghi vấn, interrogative. Khẳng định thì có subject và một tư duy. Mỗi cái subject sẽ đi một tư duy khác nhau nhé. Như I là tôi này, như am, you là bạn, như chữ are này, C là cô ấy, như chữ E, E là nó, như chữ is. Ít là nó hoặc là đó, is. We là chúng ta, chúng tôi, chữ are. Và đây là bọn họ, những người đứng xa xa đằng kia, chữ are. Okay. Right. Rồi, có thể phủ định, chúng ta thêm not đằng sau chữ be. Ví dụ, I am, thêm not là. Và nó sẽ biến thành viết tắt thành là am. Đó, tức là các viết tắt. Viết tắt cũng như đặt tắt. You are, thêm not là. Và A hoặc là sẽ biến thành là R, là cái viết tắt. She is not. Và is not biến thành, viết tắt thành là is. Để tập tắt được là tương tự cho he và is. We are not. Thành là R, với như thế này. Và tương tự cho chân. Thành là phủ định và các viết tắt. Nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo ngược to be là chữ subject. Vì đây là subject, to be là đảo ngược đằng trước. Vậy thì ta sẽ có là I am thành là I am. Và tương tự như vậy cho các cái từ khác. Alright. Ok, now if I look at the word and react to me, I say I, you, she, he, it, we, they. Again. 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 Is. Alright, again. 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 Alright, now interact lại nhau ha. Mình sẽ I am. You are. We are. Okay. Alright, she is. Okay. Alright, once again. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa, đọc lại một lần nữa nè. Again. What? 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 Good. Alright, now mình sẽ not. Aren't. Aren't. Right. You go. You say again. Everybody can say aren't. Isn't. Isn't. What you say again? Good. Everybody. Isn't. Now say aha. You aren't. We. They. Now see isn't. We. It. One more time. Say.
Say,
Page 6. Language practice. Statements with be. I'm Sarah. You're a student. He's a waiter. She's an actress. Rồi, xong cái phần nó còn cái audio nữa, còn nghe luôn. Page 7. Language practice. Yes, no questions with B. Are you a teacher? Yes, I am. No, I'm not. Is he? Rồi, nhớ lại là nguyên lý vận hành chúng ta là dựa trên nền tảng speaking, do đó chúng ta sẽ luyện cho viên có nói. Ví dụ là trong ví dụ có audio đi nghe rồi, giờ luyện cho nó. Now, the boy who gets me is saying, I'm Sarah. You're a student. He's a waiter. She's an actress. Again. I'm not a student. He isn't a teacher. Again. Are you a teacher? Is he a chef? I'm from Tokyo. Yes, I am. Yes, he is. Yes, they are. Okay. No, I'm not. No, he isn't. No, they are. Rồi, những chỗ nào câu hỏi, chúng ta có thể đặt câu hỏi để giáo viên trả lời. Và cái điều đó gọi là role play. Yeah. Are you a teacher? Are you a teacher? Is he a chef? Is he a chef? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Để học viên hiểu rõ hơn những ví dụ này, có thể cho nghĩa tiếng Việt. À, tôi là Sarah. Bà là một viên. À, anh ấy là người phục vụ. Tôi là người phục vụ. Tôi không phải là học sinh, sinh viên. Không phải người học, không phải học viên. Anh ấy không phải là giáo viên. Không phải là giáo viên, không phải. Hello bếp phải bạn đến là họ đến từ Tokyo phải không phải không dạ qua những cái task thì trong cái video tổng quát về the smart choice thì các bạn đã biết là khi đến những cái phần thực hành những cái exercises hoặc là những cái task thì chúng ta sẽ còn sau đây là giao và cho họ làm cho bọn Hello, sau đó là hỏi từng cá nhân để đưa ra cái đáp án và sau đó là luyện speaking tức là phát âm role play network và là những bước thì cái chuyện đó chúng ta sẽ tự mà thực hành nhé. Tôi sẽ không có nói trong cái video này chắc thì nó không quá khó khăn. Thế thì các bạn xem qua về những cái bài văn pháp ở book starter unit 1 là chú ý the present về mặt lý thuyết và đi với example triển khai trên sách.
sử dụng sách thế nào và dạy trên bảng như thế nào, dạy slide như thế nào. Và chúng ta nên lưu ý rằng là toàn bộ lý thuyết và thực hành chỉ gói gọn trong vòng 30 phút. Lưu ý gói gọn trong vòng 30 phút mà.